Hello, xin chào các bạn đến với kênh Lập Hưng 68. Hôm nay mình xin chia sẻ buổi review đập hộp và dùng thử bánh phồng mực bích chi, một đặc sản của Sa Đéc Đồng Tháp nha các bạn. Trong video có gì không đúng xin các bạn niệm tình bỏ qua. Chào các bạn, hôm nay em mình nó thèm bánh phồng tôm nên mình đi tiệm tạp hóa mình mua về để chiên lên cho nó ăn. Các bạn thấy không, tạp hóa ở quê mà hàng hóa bán nhiều và đầy đủ như ở chợ vậy đó. Cái gì cũng có, không thiếu thứ gì, những đồ lặt vặt linh tinh cũng đầy đủ hết. Ở quê mà tiệm bán lớn tầm cỡ như ở chợ huyện vậy đó các bạn. Mình đã mua được xong rồi đây. Chào các bạn, hôm nay mình xin phép được mở hộp review và dùng thử sản phẩm bánh phồng mực bích chi. Khối lượng tịnh 200g nha các bạn. Một đặc sản ở Sa Đéc Đồng Tháp nha các bạn. Xung quanh hộp có in rất nhiều thông tin sản phẩm. Và đằng sau có in hình ảnh cách chiên bánh vòng nữa nha các bạn. Ok, mình xin tiến hành mở hộp và xem bên trong như thế nào nha các bạn. Bên trong có một túi nhựa đựng rất nhiều bánh này các bạn. Bây giờ mình xin tiến hành đem chiên lên và thưởng thức nha các bạn. Dầu đã sôi, chúng ta bỏ bánh vào chiên thôi. Muốn bánh được ngon các bạn nên chiên lửa nhỏ vừa, như vậy mới ngon nha các bạn. Các bạn để lửa lớn quá
bánh nó sẽ mau khét và bánh nó sẽ không nở to ra. Mình chiên bánh dầu hơi ít nên mình phải chở bánh liên tục. Mong các bạn thông cảm nha. Đây, xin mời các bạn. Bánh phồng mực đã chiên xong rồi đây. Các bạn nên dùng giấy thấm dầu lót ở bên đá dưới rổ cho nó thấm dầu, cho nó giòn và ngon nha các bạn. Nếu muốn có độ giòn ngon, các bạn nên ăn liền, đừng để lâu bên ngoài, vì để lâu bên ngoài nó sẽ mềm và không ngon nha các bạn. Mình xin tiếp tục chiên thêm một ít nữa
cho đủ cả nhà ăn nha các bạn. Đây, đã thêm một rổ y chang thêm như lúc nãy nha các bạn.
mình cho vào túi ni lông để ăn dần dần không bị mềm nha các bạn. Buổi review đã xong. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Trong video có gì sai sót, xin các bạn niệm tình bỏ qua. Các bạn cứ sang nhà mình thì mình sẽ sang lại đầy đủ, các bạn yên tâm nha. Xin chào các bạn. Nếu thấy hay cho mình một like, chia sẻ và đăng ký mở tiếng chuông cho mình nha. Cảm ơn các bạn.